Chào các em, chúng ta tiếp tục chương trình hóa học 8 với chương 1, chất, nguyên tử, phân tử. Như đã biết, hóa học là khoa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi chất. Vậy chúng ta bắt đầu làm quen với chất từ bài học hôm nay. Bài 2, chất. Chất có ở đâu? Để trả lời câu hỏi này, các em hãy quan sát xung quanh. Xung quanh chúng ta, những gì thấy được đều là vật thể, từ cát, cây cỏ, động vật, sông suối, không khí là những vật thể tự nhiên. Đến bàn ghế, bóng đèn, bút chì, xe đạp, quần áo là những vật thể nhân tạo. Vật thể có ở khắp mọi nơi, không là vật thể tự nhiên thì cũng là vật thể nhân tạo. Trong vật thể tự nhiên gồm có một số chất. Ví dụ, trong cát, thành phần chính là chất silic dioxide. Trong cây cỏ thì có chất nước, cellulose và những chất khác. Trong động vật có các chất như protein, lipid. Trong sông suối, ngoài nước thì cũng có những khoáng chất khác. Trong không khí có các chất như oxygen, nitrogen, carbon dioxide. Nói về vật thể nhân tạo, vật thể nhân tạo được tạo nên từ vật liệu. Vật liệu gồm chất hoặc hỗn hợp một số chất. Ví dụ, bàn ghế thì được tạo nên bởi các chất như là chất dẻo, nhôm, v.v. hoặc hỗn hợp một số chất, ví dụ như inox. Trong bóng đèn có các chất như là nhôm, thủy tinh. Trong bút chì có than chì, cellulose. Trong xe đạp có các chất như là sắt, nhôm, cao su. Quần áo được tạo nên từ sợi bông, thành phần chính là cellulose, hoặc là sợi tơ nhân tạo, thành phần chính là nylon. Vậy các em có nhận thấy được chất có ở đâu hay không? Chất có ở khắp mọi nơi, ở đâu có vật thể thì ở đó có chất. Đó là nội dung các em cần ghi nhận lại. Sau đó chúng ta tiếp tục tìm hiểu tính chất của chất. Các em chú ý, mỗi chất có những tính chất nhất định. Ví dụ như nước. Nói tới nước thì người ta sẽ biết, ở điều kiện bình thường, nước sẽ có trạng thái lỏng. Nó là chất không màu, không mùi, không vị. Nhiệt độ sôi ở 100 độ C, nóng chảy ở 0 độ C, khối lượng riêng 1 gram trên ml. Có dẫn nhiệt, không dẫn điện và hòa tan được nhiều chất khác như là đường, muối ăn, rượu, v.v. Đây là những tính chất nhất định của nước, được gọi chung là tính chất vật lý. Bên cạnh tính chất vật lý thì chất còn có những tính chất khác, ví dụ như khả năng bị phân hủy ở một số chất. Sơ đồ này minh họa cho quá trình phân hủy ni lông. Qua hai quá trình phân hủy thì ni lông bị phân hủy thành các chất mới là carbon dioxide, nước, các phân tử sinh học tự nhiên. Xét thêm một trường hợp nữa, đó là tính cháy được. Khi gỗ cháy chưa hoàn toàn thì sẽ tạo ra than. Thành phần chính của gỗ là cellulose, còn thành phần chính của than là carbon. Như vậy, chất ban đầu đã biến thành chất khác. Khả năng biến đổi thành chất khác được gọi là tính chất hóa học. Chốt lại, các em cần nhớ, mỗi chất có những tính chất nhất định, được chia thành hai loại là tính chất vật lý và tính chất hóa học. Nội dung cụ thể được trình bày trong sách giáo khoa trang 8. Các em hãy ghi nhận lại. Làm thế nào biết được tính chất của chất? Thủy ngân là chất ở trạng thái lỏng ở điều kiện bình thường. Mẫu phốt pho này có màu đỏ. Vàng có ánh kim. Những tính chất bề ngoài này dễ dàng nhận biết được nhờ quan sát. Nhưng phải dùng dụng cụ đo mới biết được nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng của các chất. Phải làm thí nghiệm mới biết được tính tan trong nước, khả năng dẫn điện và tính chất hóa học của các chất. Tóm lại, để xác định tính chất của chất, chúng ta có thể quan sát, dùng dụng cụ đo hoặc làm thí nghiệm. Việc hiểu biết tính chất của chất có lợi gì? Thứ nhất, nếu như chúng ta có một mẫu bột nhôm và một mẫu bột sắt, làm sao phân biệt được mẫu nào là bột nhôm, mẫu nào là bột sắt? Biết sắt có từ tính, nhôm thì không. Vậy, chúng ta có thể đưa nam châm vào từng mẫu. Mẫu nào bị nam châm hút thì đó chính là sắt.
Đây chính là cái lợi thứ nhất của việc hiểu biết tính chất của chất. Nó giúp chúng ta phân biệt được chất này với chất khác, tức là nhận biết được chất. Cái lợi thứ hai, biết sắt để lâu ngày ngoài không khí sẽ bị rỉ sét. Vậy, để bảo vệ đồ dùng bằng sắt thì chúng ta cần phủ một lớp sơn lên bề mặt. Cái lợi thứ hai là hiểu biết tính chất của chất, có thể biết cách sử dụng chất. Cái lợi thứ ba, biết đồng dẫn được điện, chúng ta sẽ dùng đồng làm lõi dây điện, còn chất dẻo cách điện nên chất dẻo được dùng làm vỏ dây điện. Than cháy tỏa rất nhiều nhiệt nên than được dùng làm nhiên liệu. Hiểu biết tính chất của chất, chúng ta biết ứng dụng chất thích hợp trong đời sống và sản xuất. Tóm lại, việc hiểu biết tính chất của chất có 3 cái lợi. Thứ nhất, giúp nhận biết chất. Thứ hai, biết cách sử dụng chất. Thứ ba, biết ứng dụng chất thích hợp trong đời sống và sản xuất. Nội dung tiếp theo là tìm hiểu về chất tinh khiết thông qua hỗn hợp và chất tinh khiết. Chúng ta có một mẫu nước cất và một mẫu nước khoáng. Chúng giống nhau đều là chất lỏng trong suốt không màu uống được, nhưng khác ở chỗ. Nước cất dùng để pha thuốc tiêm và thử sử dụng trong phòng thí nghiệm, còn nước khoáng thì không được dùng. Vì sao vậy? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ xem xét thành phần của nước cất và nước khoáng. Nước cất không lẫn chất tan, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến quá trình pha chế thuốc tiêm hoặc là các hóa chất khác. Còn nước khoáng thì có lẫn chất tan, có thể ảnh hưởng đến thuốc tiêm và các chất khác. Nước cất không lẫn chất tan được gọi là chất tinh khiết, còn nước khoáng có lẫn chất tan thì được gọi là hỗn hợp. Các loại nước trong tự nhiên đều là hỗn hợp. Vậy, làm thế nào thu được nước tinh khiết, hay còn gọi là nước cất? Chúng ta sẽ thực hiện quá trình chưng cất nước tự nhiên bằng cách cho nước tự nhiên vào một bình cầu, đun sôi lên. Hơi nước được dẫn qua một ống sinh hàn. Ống sinh hàn này có tác dụng làm lạnh. Hơi nước gặp lạnh sẽ ngưng tụ lại thành thể lỏng. Như vậy chúng ta thu được nước cất. Làm thế nào khẳng định nước thu được qua quá trình chưng cất là chất tinh khiết? Chúng ta sẽ tiến hành đo nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng của nước. Nếu nước sôi ở 100 độ C, nóng chảy ở 0 độ C và có khối lượng riêng là 1 gram trên ml, thì nước cất chính là chất tinh khiết. Vì chỉ có nước tinh khiết mới có tính chất nhất định như vậy. Ngược lại, trong nước tự nhiên có nhiều thành phần khác nhau, do đó tính chất của nó sẽ thay đổi. Tóm lại, hỗn hợp là hai hay nhiều chất trộn lẫn vào nhau có tính chất thay đổi, ví dụ như nước tự nhiên. Chất tinh khiết là chất không trộn lẫn chất khác có tính chất nhất định, ví dụ nước cất. Đây là nội dung các em cần ghi nhận lại. Làm thế nào tách chất ra khỏi hỗn hợp? Chúng ta xét một trường hợp cụ thể. Làm thế nào tách muối ăn ra khỏi hỗn hợp nước muối? Em có biết làm thế nào thu được muối ăn từ nước biển hay không? Dưới ánh nắng mặt trời, nước biển sẽ bay hơi và muối ăn kết tinh vì muối ăn có nhiệt độ sôi rất là cao, đến 1450 độ C. Dựa vào nhiệt độ sôi này, chúng ta có thể tách muối ăn ra khỏi nước. Các em theo dõi thí nghiệm sau. Thank you.
muối ăn được tách ra khỏi hỗn hợp nước muối dựa vào nhiệt độ sôi. Một trường hợp khác là tách cát ra khỏi hỗn hợp nước và cát. Do cát không tan trong nước, do đó chúng ta có thể tách cát bằng phương pháp lọc. Cho hỗn hợp đi qua giấy lọc, cát không tan sẽ bị giữ lại và chúng ta thu được phần nước lọc bên dưới. Vậy, làm thế nào để tách được hỗn hợp dầu ăn và nước? Như chúng ta biết, khi cho dầu ăn vào nước thì dầu không tan trong nước và nó sẽ nổi lên trên thành hai lớp. Dầu nhẹ hơn sẽ nổi lên trên. Để tách dầu ăn ra khỏi nước thì chúng ta sẽ dùng phễu chiết như hình minh họa. Khi mở van, nước sẽ thoát ra ngoài. Khi đến mặt phân cách, chúng ta khóa van lại. Như vậy sẽ tách được dầu ăn ra khỏi nước. Tóm lại, để tách chất ra khỏi hỗn hợp, chúng ta có thể dựa vào sự khác nhau về tính chất vật lý, ví dụ như là nhiệt độ sôi, tính tan trong nước hoặc là khối lượng riêng. Ở đây chúng ta ghi nhận lại một trường hợp, đó là dựa vào sự khác nhau về nhiệt độ sôi có thể tách muối ăn ra khỏi hỗn hợp nước muối. Bài học kết thúc, các em xem lại bài học, nội dung khung ghi nhớ sách giáo khoa trang 11, làm bài tập trang 11 sách giáo khoa, ôm lại các kiến thức về nguyên tử đã học ở chương trình vật lý 7 để chuẩn bị cho bài tiếp theo. Chào các em, chúc các em học tốt!